Đổ, luận đại trí đổ, mở ngoặc đơn, Mahaprajnaparamita Shastra, tác giả, Nagarjuna, Bồ Tát Long Thỏ, dịch Phạn Gia Hán, Cưu Ma La Thập, dịch Việt, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, cuốn 80, giải thích phẩm vô tận thứ 67, Kinh Maha Bát Nhã ghi, phẩm bất khả tận, Kinh, bấy giờ Tu Bồ Đề nghĩ rằng, vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật rất sâu, ta sẽ hỏi Phật. Nghĩ rồi bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật có thể cùng tận chăng? Phật dạy, hư không không thể cùng tận nên Bát Nhã Ba La Mật không thể cùng tận. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao có thể phát sinh Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy, sắc không thể cùng tận nên Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Thọ tưởng hành thức không thể cùng tận nên Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Thí Ba La Mật không thể cùng tận nên Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Giới Ba La Mật, Nhẫn Ba La Mật, Tấn Ba La Mật, Thiền Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật không thể cùng tận nên Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh, cho đến trí nhất thiết chủng không thể cùng tận nên Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Lại nữa Tu Bồ Đề, vô minh không thể cùng tận nên Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Hành không thể cùng tận nên Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Thức không thể cùng tận nên Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Danh sắc không thể cùng tận nên Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Sáu nhập không thể cùng tận nên Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Sáu nhập không thể cùng tận nên Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Sáu xúc không thể cùng tận nên Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Thọ không thể cùng tận nên Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Ái không thể cùng tận nên Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Thủ không thể cùng tận nên Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Hữu không thể cùng tận nên Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Sinh không thể cùng tận nên Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Sinh không thể cùng tận nên Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Già chết lo buồn khổ não không thể cùng tận nên Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Như vậy Tu Bồ Đề 12 nhân duyên đây là pháp riêng của Bồ Tát hay trừ các điên đảo biên kiến? Khi ngồi đạo tràng nên quán như vậy sẽ được trí nhất thiết chủng. Này Tu Bồ Đề, nếu có Bồ Tát phì hư không thể cùng tận mà tu Bát Nhã quán 12 nhân duyên, thời không rơi vào nhị thừa mà an trú vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, nếu cầu đạo Bồ Tát mà bị thoái chuyển trở lại, là vì niệm lìa Bát Nhã Ba La Mật. Người ấy chẳng biết thế nào là tu Bát Nhã Ba La Mật, do hư không cùng tận để quán 12 nhân duyên. Tu Bồ Đề, nếu người cầu đạo Bồ Tát mà thoái chuyển trở lại là vì không có sức phương tiện nên thoái chuyển đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát không thoái chuyển đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác là đều vì có đủ sức phương tiện. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên do hư không thể cùng tận mà quán Bát Nhã Ba La Mật, nên do hư không thể cùng tận mà phát sinh Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy, khi Bồ Tát quán 12 nhân duyên, không thấy pháp nào không do nhân duyên sinh, không thấy pháp nào thường trú bất diệt, không thấy pháp nào có ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, mạng giả cho đến kẻ biết kẻ thấy. Không thấy pháp vô thường, không thấy pháp khổ, không thấy pháp vô ngã, không thấy pháp tịch diệt chẳng phải tịch diệt. Như vậy, Tu Bồ Đề, Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật nên quán 12 nhân duyên như vậy. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật được như vậy, khi ấy không thấy sắc hoặc thường hoặc vô thường, hoặc khổ hoặc vui, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịch diệt hoặc chẳng phải tịch diệt. Thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Khi ấy cũng không thấy Bát Nhã Ba La Mật, cũng không thấy do pháp ấy thấy Bát Nhã Ba La Mật, không thấy thiền Ba La Mật cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy Tu Bồ Đề, vì hết thảy pháp không thể có được ấy là nên tu Bát Nhã Ba La Mật. Nếu Bồ Tát khi tu Bát Nhã không có gì sở đắc, thời ác ma sầu não như bị mũi tên bắn vào tim, như người có cha mẹ mới chết. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, chỉ có một ma sầu muộn hay các ma trong 3000 đại thiên thế giới cũng sầu muộn. Phật bảo Tu Bồ Đề,
ác ma trong 3000 đại thiên thế giới đều sầu muộn như bị mũi tên bắn vào tim, không thể ngồi yên. Tu Bồ Đề, Bồ Tát Tu Bát Nhã được như vậy, khi ấy hết thảy thế gian trời, người A-tu-la không thể tìm được thuận tiện để làm cho người kia ưu não. Vì vậy, Bồ Tát muốn được vô thượng chánh đẳng chánh giác hãy nên Tu Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát khi Tu Bát Nhã Ba La Mật là đầy đủ tu thí Ba La Mật, giới Ba La Mật, nhẫn Ba La Mật, tấn Ba La Mật, thiền Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát khi Tu Bát Nhã Ba La Mật làm sao đầy đủ tu thí Ba La Mật cho đến Bát Nhã Ba La Mật. Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát bố thí gì đều hồi hướng đến nhất thiết chí, như vậy, Bồ Tát khi Tu Bát Nhã Ba La Mật đầy đủ tu thí Ba La Mật. Bồ Tát tu trì giới đều hồi hướng đến nhất thiết chí, thế là đầy đủ giới Ba La Mật. Bồ Tát tu nhẫn nhục đều hồi hướng đến nhất thiết chí, thế là đầy đủ nhẫn Ba La Mật. Bồ Tát tu tinh tấn đều hồi hướng nhất thiết chí, thế là đầy đủ tấn Ba La Mật. Bồ Tát tu thiền định đều hồi hướng đến nhất thiết chí, thế là đầy đủ thiền Ba La Mật. Bồ Tát tu trí tuệ đều hồi hướng đến nhất thiết chí, thế là đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy, Tu Bồ Đề, Bồ Tát Tu Bát Nhã Ba La Mật đầy đủ 6 Ba La Mật. Luận, Tu Bồ Đề theo Phật nghe nói mỗi tướng của Bát Nhã Ba La Mật ban đầu nghe nói tướng rốt ráo không? Giữa nghe lời phú chúc thì thường như có, sau lại nghe nói không, đó là vì nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật vô lượng mà danh tự trương cú của Bát Nhã Ba La Mật thì có lượng. Khi ấy, Tu Bồ Đề nghĩ rằng, vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật rất sâu, ta sẽ hỏi Phật vì sao rất sâu. Phật nói cho Tu Bồ Đề một ít phần, chỉ để phá tâm điên đảo của chúng sinh nên không nói đầy đủ, vì cớ sao? Vì không có người lãnh thọ được. Nếu người chấp thủ tướng như, Phật nói như cũng không, vì không có sinh, trụ, diệt. Nếu Pháp không có sinh, trụ, diệt, Pháp ấy tức là không có. Pháp tính, thật tế cũng như vậy. Nếu có người chấp thủ rốt ráo không, Phật cũng nói không phải, vì sao? Vì nếu rốt ráo không là định tướng có thể thủ thế là chẳng phải rốt ráo không? Thế nên nói rất sâu. Ta sẽ lại hỏi Phật Tu Bồ Đề nghĩ như vậy rồi, như lời Phật tự nói. Chư Phật ba đời đều dùng Bát Nhã Ba La Mật mà đắc đạo, vì Bát Nhã Ba La Mật không cùng tận. Đã không tận, nay không tận, và sẽ không tận. Thế nên ta nay chỉ hỏi nghĩa không tận. Phật đáp, như hư không không tận nên Bát Nhã cũng không tận, như hư không không có thật pháp, chỉ có danh tự. Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy. Bát Nhã Ba La Mật như hư không, không có gì của chính nó, nên không thể tận, làm sao Bồ Tát có thể phát sinh Bát Nhã Ba La Mật ấy. Nếu có thể phát sinh, làm sao trong tâm Bồ Tát lại phát sinh việc tu được chứng được. Phật đáp, vì sắc vô tận nên Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh. Như sắc lúc đầu, lúc sau, lúc giữa sinh không thể có được, vì sắc sinh sắc không thể có được. Liệt sắc sinh sắc không thể có được, sinh không thể có được, sinh không thể có được như đã phá tướng sinh ở trước. Vì sinh không thể có được nên sắc cũng không thể có được, vì sắc không thể có được nên sắc sinh không thể có được. Vì hai pháp không thể có được nên sắc như huyễn, như mộng, chỉ dối gạt mắt người. Nếu sắc có sinh ắt có tận, vì sắc không sinh nên cũng không có tận. Sắc trơn tướng tức là Bát Nhã Ba La Mật. Thế nên nói sắc không thể tận, Bát Nhã Ba La Mật cũng không tận, thọ tưởng, hành, thức thí Ba La Mật cho đến trí nhất thiết trùng cũng như vậy. Lại nữa, kinh nói, có thể sinh Bát Nhã là vì vô minh hư không không thể cùng tận. Nếu người chỉ quán rốt ráo không, thời phần nhiều đọa vào bên đoạn diệt. Nếu quán có thời phần nhiều đọa vào bên thường, lìa hai bên ấy nên nói 12 nhân duyên không? Vì sao? Vì nếu pháp từ nhân duyên hòa hợp sanh, pháp ấy không có định tính, nếu pháp không có định tính tức là pháp tịch diệt rốt ráo không, lìa hai bên ấy nên giả gọi là chung.